Chào các bạn, hậu vệ Đà Nẵng Vũ Văn Thanh chắc chắn không thể tham dự AFF Cup 2018 vì chấn thương dây chằng đầu gối và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Vị trí của Vũ Văn Thanh ở đội tuyển Việt Nam là không thể thay thế trong vài năm qua, từ thời huấn luyện viên Hữu Thắng đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt buộc phải tìm ra một sự thay thế xứng đáng khi không thể có được sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh người Hải Dương nữa. Vậy ai xứng đáng để thay thế vị trí này trong sơ đồ yêu thích 3-4-3? Huấn luyện viên Park Hang-seo nên cân nhắc các cầu thủ được qua.com xướng tên dưới đây, dù những người trong số trên không có tên trong bản danh sách của đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018 vừa được công bố. Một hậu vệ Trần Đình Hoàng của Sông Lam Nghệ An sau mùa giải phải ngồi ngoài để phục vụ ca phẫu thuật. Đình Hoàng đã trở lại thực sự mạnh mẽ ở V-League 2018. Anh góp công lớn trong thành tích giành chuỗi 9 trận toàn thắng của Sông Lam Nghệ An và cán đích mùa giải ở vị trí thứ tư. Với kinh nghiệm nhiều năm 99 ở Phoenix, cùng khả năng bám biên tạt bóng tốt, Đình Hoàng là sự thay thế xứng đáng vị trí của Văn Thành. Hai hậu vệ Trần Văn Kiên của Hà Nội FC. Văn Kiên nổi lên là điểm sáng trong thành tích vô địch sớm 5 vòng của Hà Nội FC. Anh thi đấu năng nổ, kỹ thuật và rất nhanh nhẹn bên hành lang cánh phải. Ngoài ra khả năng phòng ngự tốt, Văn Kiên còn cho thấy anh là hậu vệ biên hàng đầu ở V-League về hỗ trợ tấn công. Tổng cộng cầu thủ sinh năm 1996 đã có 5 kiến tạo ở V-League 2018. Ba hậu vệ Hồ Tấn Tài của B Bình Dương. Được B Bình Dương mượn về từ Bình Định, Hồ Tấn Tài có mùa giải thi đấu đầu tiên thử sức ở đấu trường V-League. Anh ngay lập tức chiếm vị trí quan trọng nơi hành lang cánh của đội bóng đất thủ. Phong độ ổn định của Tấn Tài giúp cho anh thường xuyên được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong những lần triệu tập trước đây. 4. Nguyễn Anh Hùng. Dù từng gặp chấn thương nặng nhưng anh Hùng sau khi trở lại đã có phong độ khá tốt trong màu áo của Hải Phòng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Anh là một cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả biên trái. Khả năng lên tham gia tấn công của hậu vệ gốc xứ Nghệ cũng rất ấn tượng. Anh từng ghi một siêu phẩm ở V-League 2018 vào lưới B Bình Dương trong tổng cộng 22 trận là sân mùa này. Văn Thanh đã bị chấn thương và sẽ chuẩn bị sang Hàn Quốc cuối tuần hoặc đầu tuần sau để điều trị phẫu thuật. Từ vụ việc Vũ Văn Thanh bị chấn thương, người ta mới thấy được một trò bịp chấn động bóng đá Việt Nam. Một kịch tính lớn ở V-League được lên tiếng là chuyên nghiệp đã 17 năm, nhưng tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải về khâu y tế, thậm chí trở thành trò cười cho chính các nhà môi giới lẫn người hâm mộ. Những ngày qua, chuyện Vũ Văn Thanh bị đứt dây chằng được xem là thông tin nóng nhất làng bóng đá Việt Nam. Trong đó, câu chuyện y tế của bóng đá thêm một lần nữa được mổ xẻ với việc hậu vệ người Hải Dương chỉ được phát cuộc tái khám ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự yếu kém về y tế ở bóng đá Việt Nam vốn dĩ là câu chuyện tồn tại từ rất lâu, nhưng hầu hết đều chưa bao giờ có một sự đầu tư nghiêm túc để cải thiện. Thế nên, các đội bóng ở V-League vẫn hay bị hớ một cách khó tin khi ký hợp đồng với các ngoại binh. Năm 2016, làng bóng đá Việt từng xôn xao với chuyện câu lạc bộ Đồng Tháp ký hợp đồng với vua phá lưới giải đấu cao nhất của Indonesia, Udo Futeno. Bản hợp đồng có phí lót tay là 25.000 USD và lương 70 triệu trên một tháng. Dẫu vậy, chỉ sau một vòng đấu thì Đồng Tháp đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với cầu thủ này. Hồi đó, tôi có hỏi giám đốc điều hành câu lạc bộ Đồng Tháp, ông Phạm Hữu Phước về chuyện kỳ lạ này. Ông Phước nói, Udo đã bị chấn thương rất nặng và đứt toàn bộ dây chằng chéo trước và sụn chêm bị có vấn đề trước khi ký hợp đồng với Đồng Tháp. Trong trận đấu với SHB Đà Nẵng thì chúng tôi thấy cầu thủ này di chuyển khá kỳ lạ và tiến hành khám sức khỏe cho cầu thủ này tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra sự thật, thế nên Đồng Tháp sẽ thanh lý hợp đồng với cầu thủ này. Có thể hiểu là Đồng Tháp đã bỏ qua quá trình kiểm tra y tế với Udo và mọi thứ chỉ được bác sĩ của đội bóng xem qua. Thế nên, đội chủ sân cao lãnh bị chân sút này lừa ký hợp đồng trong tình trạng đã đứt dây chằng và gần như chỉ đứng trên sân khi đá với câu lạc bộ Đà Nẵng. Cũng trong năm 2016, tôi từng trò chuyện với một bác sĩ thể thao có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vị bác sĩ này cho biết cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân đã đứt dây chằng trong 6 năm qua. Chuyện của Lê Văn Tân chỉ vỡ ra khi câu lạc bộ Long An kiểm tra y tế và quyết định thông qua bản hợp đồng với điều kiện nếu dính thương ở dây chằng bị đứt thì họ không đền bù, qua đó thanh lý. Bóng đá Việt Nam có đủ các chuyện kỳ lạ về việc ký hợp đồng với ngoại binh, sau đó phát hiện ra các chấn thương hay bệnh tim và đã đóng thuyền. Các đội bóng mới té ngửa và thanh lý hợp đồng cũng không ít trường hợp bị chuẩn đoán sai nên câu lạc bộ thanh lý, sau đó ngoại binh vẫn thi đấu tốt ở một giải vô địch quốc gia khác. Một huấn luyện viên nổi tiếng ở V-League khẳng định với tôi rằng Việt Nam chưa có bác sĩ thể thao đúng nghĩa, họ có trình độ không cao nên chuẩn đoán và điều trị không tốt.
Thực tế, chuyện các đội bóng ở Phoenix có bác sĩ giỏi để chăm sóc cho cầu thủ là thuộc diện rất hiếm. Gần nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã mời một bác sĩ trẻ ở đội tuyển quốc gia về phục vụ cho các cầu thủ. Nguyên nhân là đội bóng này có người am hiểu về vấn đề y tế của bóng đá Việt Nam nên nhất định phải có bác sĩ giỏi phục vụ cho đội. Chuyện y tế chưa được đầu tư và nhìn một cách đúng mực không chỉ gây ra những thiệt thòi lớn cho chính câu lạc bộ mà còn xảy ra nhiều hệ lụy lớn với các cầu thủ. Một câu chuyện không mới nhưng hướng giải quyết thì thực sự là nan giải. Chào các bạn, Bầu Đức đã quyết định đưa Văn Thành sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương và anh sẽ được phẫu thuật bởi ekip từng mổ cho Tuấn Anh. Chia sẻ với VTC News, vào trưa ngày 9 tháng 10, trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tân Anh đã cho biết phía Hoàng Anh Gia Lai và Văn Thành đang chờ ekip mổ ở Hàn Quốc sắp nịch để lên đường. Và nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này hoặc đầu tuần sau Văn Thành sẽ sang Hàn Quốc. Ekip mổ cho Tuấn Anh sẽ phẫu thuật cho Văn Thành, chúng tôi đang chờ họ sắp lịch để đưa Văn Thành sang. Ekip đã phẫu thuật và điều trị cho Tuấn Anh tại Hàn Quốc có bác sĩ Choi Ju-yong của bệnh viện Eniga ở thủ đô Seoul, người đã từng điều trị cho cựu danh thủ Park Ji-sung, đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Hiện Tuấn Anh vẫn đang điều trị tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ về nước vào cuối tháng này. Hậu vệ Vũ Văn Thanh của Hoàng Anh Gia Lai bị đứt dây chằng đầu gối sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 V-League 2018. Chấn thương đã khiến cho Văn Thanh phải chia tay sân cỏ 4-6 tháng. Anh không thể dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vào đầu năm sau. Theo thống kê, trong 3 năm thi đấu ở V-League đã qua, Vũ Văn Thanh đã thi đấu tổng cộng 89 trận với tổng thời gian là 7.780 phút, nhiều hơn bất cứ một cầu thủ nào của Hoàng Anh Gia Lai, ghi được 16 bàn thắng, nhận 13 thẻ vàng và chưa có một lần nhận thẻ đỏ. Ở cấp đội tuyển quốc gia, cũng trong khoảng 2 năm trở lại đây, Văn Thanh luôn là cầu thủ đá chính và thường đá chọn các giải đấu mà U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam tham dự. Nói cách khác, không cầu thủ Việt Nam nào thi đấu nhiều hơn Văn Thanh trong 2 năm qua. Thông tin thêm về chiếc thềm AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam bên cạnh nòng cốt là lứa U23 từng chinh chiến ở giải U23 châu Á vẫn còn đó rất nhiều hảo thủ mà thầy Park khó lòng bỏ qua khi bước vào AFF Cup. Trong danh sách 30 cầu thủ vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập thì ngoài nòng cốt là nhiều nhân tố từng dự giải U23 châu Á hồi đầu năm còn có 14 cầu thủ trên 23 tuổi. Trong số những cầu thủ này thì những vị trí mà có lẽ sẽ là quan trọng bậc nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo phải kể tới tiền đạo Văn Quyết, thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ cánh Đinh Việt Tú. Với Văn Quyết, không phải ngẫu nhiên mà thầy Park lại lựa chọn anh làm thủ quân ở kỳ ASEAN vừa qua. Kinh nghiệm dày dặn và lối chơi đa năng, tiền đạo cánh, hậu công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm là vũ khí lợi hại của Văn Quyết mà thầy Park rất khó có thể bỏ qua, dù trong tay ông sở hữu nhiều nhân tố có khả năng chơi tốt trên hàng công. Phong độ của Văn Quyết ở ASEAN lẫn câu lạc bộ Hà Nội là tương đối ấn tượng, đặc biệt là kỳ ASEAN 18, bất chấp áp lực khi bị nhiều cổ động viên tẩy chay nhưng ngôi sao 27 tuổi lại là một trụ cột có vai trò rất quan trọng, là nòng cốt trong các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa Văn Quyết sẽ trở nên lợi hại hơn được kết hợp với đàn em Quang Hải. Và ở kỳ AFF Cup sắp tới, bộ đôi này sẽ rất có thể được thầy Park chọn để làm nhân tố đá chính. Nhân tố quan trọng tiếp theo phải kể tới Đặng Văn Lâm. Ở ASEAN 18, thầy Park bất đắc dĩ phải hy sinh thủ môn 25 tuổi để trao cơ hội cho Tiến Dũng. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn cộng thêm phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng, khả năng cao Văn Lâm vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở V-League 2018, Văn Lâm đã chơi thăng hoa và có mùa giải thi đấu ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Anh thi đấu 20 năm trên 26 trận với 2.250 phút thi đấu. Chỉ bị lỡ một trận do gặp chấn thương khi lên đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019. Ngoài ra Lâm Tây cũng là thủ môn có số trận đấu giữ sạch lưới nhiều nhất tại V-League 2018 với 10 trận. Ở vị trí tiền vệ đánh chặn Đỗ Hùng Dũng là cái tên mà huấn luyện viên Park Hang-seo khó lòng bỏ qua ở ASEAN 18. Hùng Dũng là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được thầy Park mang sang Indonesia. Trước khi gặp chấn thương ở trận đấu gặp Nhật Bản, Hùng Dũng đã chứng minh đẳng cấp và vai trò của mình khi trở thành lá chắn vô cùng chất lượng ngay phía trên hàng hậu vệ của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức còn phải lên tiếng thừa nhận Hùng Dũng quá quan trọng với Olympic Việt Nam, rất khó để khỏa lấp vị trí này. Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng từng lên tiếng khẳng định rằng ông có thể thay một loạt vị trí ở câu lạc bộ Hà Nội nhưng riêng vị trí của Hùng Dũng thì không. Những nhận xét này đã cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của Hùng Dũng tại AFF Cup.
anh hứa hiện là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cũng có thể là một nhân tố quan trọng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngôi sao người Nghệ An có khả năng đá tốt ở vị trí trung vệ phải, hậu vệ phải hoặc đôn lên tiền vệ phòng ngự. Với kinh nghiệm dày dặn, lối chơi máu lửa cùng phong độ ổn định, Quế Ngọc Hải là quân bài mà huấn luyện viên Park Hang-seo khó lòng bỏ qua ở AFF Cup sắp tới. Nhân vật còn lại có thể được chọn để chám vào vị trí chấn thương của Văn Thành là Đinh Việt Tú, mặc dù ít tên tuổi hơn so với những cầu thủ nói trên. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, khi Văn Thành chắc chắn vắng mặt thì Việt Tú lại là ứng cử viên sáng giá, có thể đảm đương trọng trách ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhìn chung, năm gương mặt nói trên đang có nhiều cơ hội trở thành nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, kết hợp với những ngôi sao thuộc lứa U23 như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh để chinh chiến tại AFF Cup với mục tiêu chinh phục chức vô địch. Ngoài năm gương mặt trên, thì trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu nhiều cầu thủ trên 23 tuổi được đánh giá khá cao như tiền đạo Anh Đức, cặp tiền vệ Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung,